Sau đây xin kính mời chị Liên, chủ quán Tâm Đất, và xin mời đại diện website cây số.com anh Huỳnh Minh Em lên đón nhận món quà từ chị Liên ạ. Xin một bó hoa để dành tặng cho chị Liên ạ. Hello, chị rất là vui mừng khi mà câu lạc bộ cải lương số đã sinh hoạt với chị ở đây là cũng phải gần một năm rồi, đúng không? Mình đã có những cái vui buồn ở đây. Tuy nhiên là nhà hàng thì cũng có những cái lúc làm cải lương số không có vui, nhưng mà thôi, hôm nay là mình kỷ niệm sinh nhật, chị cũng đầu tiên là chúc mừng sinh nhật của trang web, mong rằng là câu lạc bộ của mình là cứ vui như thế này, vẫn về như thế này và luôn luôn chứ là gắn liền với Tâm Đất. Khi mà phục vụ các em có cái điều gì sơ xuất thì cũng là mong tất cả mọi người lượng thứ cho Tâm Đất nha. Rồi, chúc mừng một tràng pháo tay dành tặng cho chị Ly nè. Xin được cảm ơn món quà sinh nhật của chị, xin cảm ơn chị. Đây nghe chuyện mà cáo đồng nữa. Xin mời anh Quỳnh bên em có một đôi lời để chân thành cảm ơn đến món quà thật dễ thương của chị Liên. Vâng, một lần nữa xin thay mặt ban quản trị cải lương số toàn bộ anh em xin gửi lời cảm ơn. Hôm qua thì chị Liên có gọi điện nói là chị muốn quà thì không biết thế nào cho thiết thực. Thì mình em có nói là thì thôi nửa hợp xin câu bộ chị tặng bánh kem rồi. Thì web thì để mà có thể phát triển lâu bền thì nếu mà chị có nhã ý thì chị cứ thay vì bánh kem đó chị tặng như chị web đó, và không cái nào rõ ràng đó thì vâng, một lần nữa hôm nay rất cảm ơn chị Liên cũng như là anh nhà đã gửi tặng món quà này. Hy vọng là website ngày càng là lớn mạnh hơn nữa để anh em có thể vui chơi ở Tâm Đất ngày càng lâu dài hơn nữa. Cảm ơn chị.